Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thông tin về 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết vào chiều qua trên địa bàn tỉnh. Bất cập về đào tạo cấp bằng và chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua 13 tháng 3 trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong theo đó vào chiều tối qua trên đường bà triệu thành phố thanh hóa một người phụ nữ điều khiển xe máy đã va chạm với một xe máy khác và ngã ra đường cùng thời điểm trên một xe bồn chạy tới không kịp xử lý đâm phải khiến người phụ nữ bị tử vong tại chỗ Trước đó, trên tuyến quốc lộ 47, đoàn qua xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy biển kiểm soát 79C1-13166 do ông Lê Huy Cường, chú ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn điều khiển, đã đâm vào xe ô tô biển kiểm soát 36A-29950, hậu quả khiến ông Cường tử vong. Còn trên đường Hồ Chí Minh, đoàn qua xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, một xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 36A-33145 đã va chạm với xe khách biển kiểm soát 37B-02010, Vụ tai nạn đã làm tài xế xe 7 chỗ tử vong ngay trong xe. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản khẩn gửi Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và Văn phòng Ban an toàn giao thông về việc kiểm tra xử lý trách nhiệm trong vụ xe limousine gây tai nạn giao thông liên tiếp mà báo chí phản ánh. Từ đầu năm 2019 đến nay, xe khách limousine mang biển kiểm soát 36B02716 liên tiếp gây ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết, 2 người bị thương để tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Anh Tuấn giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Văn phòng Ban an toàn giao thông và các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra làm rõ đối với chiếc xe limousine gây tai nạn và xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra báo cáo về Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa trước ngày 15 tháng 3 năm 2019. Trong ngày 14 tháng 3 năm 2019, cảnh sát giao thông công an tỉnh lập biên bản 104 trường hợp, trong đó ô tô 83 trường hợp, mô tô 21 trường hợp, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước 239 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 trường hợp và tạm giữ 8 phương tiện. Tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ làm chết 3 người trên quốc lộ 1A, quốc lộ 47 và đường Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rất nhiều người hành nghề lái phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh có nhu cầu là được đào tạo thi lấy bằng lái và chứng chỉ chuyên môn theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bất cập hiện nay là trên địa bàn tỉnh lại không có một cơ sở nào đủ điều kiện để đào tạo, cấp bằng lái và chứng chỉ chuyên môn cho người dân. Anh Nguyễn Văn Quyền ở thôn 1 xã Đình Hải, huyện Yên Định, trước đây điều khiển phương tiện thủy thuộc diện 30, không có đăng ký, đăng kiểm, không có chứng chỉ chuyên môn. Sau khi được tuyên truyền vận động anh đã hoàn thiện thủ tục và được cấp đăng ký đăng kiểm. Cũng giờ các cấp trên để có bằng cấp giấy chứng chỉ chuyên môn để thao tác con phương tiện để được an toàn. Còn với ông Trần Văn Minh ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lập, mặc dù rất muốn điều khiển thuyền ra tỉnh Hoài để vận chuyển hàng hóa tăng thu nhập, nhưng vì chưa có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy nội địa nên chỉ hoạt động lanh quanh trên tuyến sông Mã mong muốn của ông là được đi học để có bằng lái và chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Chưa có chứng chỉ chuyên môn, cho nên là cũng mong các cơ quan cố gắng coi như mở trường để rồi cho chúng tôi học để có cái chứng chỉ chuyên môn. Đây chỉ là hai trong rất nhiều người hành nghề sông nước trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu học thi cấp bằng chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa nhưng chưa biết nộp hồ sơ cho cơ sở nào. Theo sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa giai đoạn từ năm 2007 đến 2015, Sở đã mở các lớp học đào tạo cấp bằng chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy nội địa cho 1.116 người. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, Sở không tổ chức được lớp học cấp bằng chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa. Vì theo thông tư số 57 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cơ sở vật chất điều kiện đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thủy nội địa, theo quy định này, thì hai cơ sở đào tạo trước đây của tỉnh là trường trung cấp nghề giao thông vận tải Thanh Hóa và công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa không đáp ứng đủ điều kiện. Đây là vấn đề rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc tháo gỡ khó khăn bất cập này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.